Global Thanh Hóa lợi thế hơn Global Sana Thanh Hóa. À, tình tiết đối đầu. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà Quảng Nam sẽ bảo vệ phía bên trái mảnh nhỏ các bạn với trang phục màu xanh. Còn đội khách Sông Lam Ngan với trang phục truyền thống sẽ bảo vệ phía bên phải mảnh nhỏ quý vị và các bạn. Người thực hiện pha đá phạt góc đó là Quốc Trí. Đánh đầu không được. Cơ hội dứt điểm. Dứt điểm vượt không vào. Tình huống lộn xộn trước khung thành của Sông Lam Nghệ An. Chúng ta cùng xem lại tình huống lộn xộn trước khung thành của đội bóng Sông Lam Nghệ An. Đúng là như vậy. Người dứt điểm cuối cùng đó là Như Tuấn. Bên cánh trái là Trần Văn Tâm. Bóng vẫn còn, cơ hội dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm của Quốc Trí. Trung vệ Damir đã cứu thua cho Sông Lam Nghệ An. Hai tình huống mà câu lạc bộ Quảng Nam có thể ghi được bàn thắng, nhưng may mắn đã không đến với họ. Và chúng ta hãy xem lại tình huống này. Pha đấm bóng của thủ môn Văn Tiến, bóng lên chân Quốc Trí. Nhưng pha dứt điểm của Quốc Trí là hơi nhẹ, không mấy nguy hiểm. Vị trí vào đúng. Với việc ít thi đấu, Quốc Trí đã mất đi cảm giác rất nhiều. Và bây giờ phản công cho Sông Lam Nghệ An. Ola, đây là Quang Tinh. Ola rất thoáng. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng Sông Lam Nghệ An. Tình huống phản công rất tốt. Người vừa ghi bàn đó là Phúc Tịnh. Phúc Tịnh đã ghi bàn ở phút thứ 27. Sau tình huống Quốc Trí chuyền bóng không tốt, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có tình huống phản công rất sắc bén. Trước đó họ cũng đã có một tình huống phản công, nhưng mà Xuân Mạnh đã không theo kịp đường chuyền của Oloha. Và bây giờ tình huống này họ đã ghi bàn thắng. Người ghi bàn đó là Phúc Tịnh, cầu thủ thay thế cho tiền đạo Vinicius trong trận đấu này. 1-0 nghiêng về phía đội bóng Sông Lam Nghệ An. Phải nói đến hàng phòng ngự của câu lạc bộ Quảng Nam đã để rất nhiều khoảng trống cho Phúc Tịnh và Oloha. Với việc các cầu thủ Trần Mạnh Toàn và Lý Lương Lập ít được thi đấu, do đó hàng phòng ngự đã không có sự bọc lót cho nhau bên phía đội chủ nhà, đã tạo điều kiện cho Phúc Tịnh ghi bàn thắng. Một đường chuyền rất tốt của Quang Tinh. Đường về Davis đang là dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đập đúng cột dọc. Người vừa dứt điểm đó là cầu thủ Phan Đình Thắng. Có vẻ như bóng đã chạm tay thủ môn Văn Tiến trong tình huống vừa rồi. Đã có khoảng trống trước mặt, Phan Đình Thắng đã quyết định tung ra một cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đã đi chệch. Quang Tinh. Cú đá, cơ hội dứt điểm không vào. Những tình huống phối hợp đơn giản của đội bóng Sông Lam Nghệ An. Không hiểu sao hàng phòng ngự của Quảng Nam trời thiếu tập trung, và để cho Quang Tình và Ola Hà phối hợp với nhau một cách rất thoải mái. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Rất nhiều khoảng trống cho Ola Hà. Rất may là pha dứt điểm của Ola Hà đã không chiến thắng được thủ môn Minh Hoàng. Và thủ môn Minh Hoàng đã ra khép pháp kịp thời. Trần Đình Đồng không thể vượt qua Như Tuấn trong tình huống vừa rồi. Đây là Hà Minh Tuấn. Và vừa trọng điểm rất hay, rất tốt. Phan Đình Thắng. Vẫn là Phan Đình Thắng. Bóng vẫn còn. Quốc Trí dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Người đã ghi bàn đó là Quốc Trí. Đây là bàn thắng thứ hai của Quốc Trí ghi được cho câu lạc bộ Quảng Nam ở mùa giải năm nay. Trước đó chúng ta phải thấy pha phối hợp trồng biên giữa Như Tuấn và Phan Đình Thắng. Hiệp 1 được 1 giờ 1 phút. Quốc Trí đã ghi bàn ở những phút cuối của hiệp 1. Trong đầu cũng phải đến kể đến là của Phan Đình Thắng. Anh đã đi qua hai cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và bóng đến chân Quốc Trí, và anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Bàn thắng thứ hai của Quốc Trí ở mùa giải năm nay. Chúng ta hãy xem lại pha đi bóng khá tốt của Phan Đình Thắng.
nhưng tình cờ Văn Khánh pha bóng, bóng lên đến chân của Quốc Trí và Quốc Trí đã rất nhanh ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Quảng Nam và tỷ số bây giờ là 1-1. Tình huống dứt điểm rất tốt của Quốc Trí. Và quả bóng của trung vệ Văn Khánh, bóng tình cờ đến Quốc Trí một cách ngẫu nhiên. Mạnh Gia Lai đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và cuộc chiến chủ hạng giữa câu lạc bộ Sa Đéc Khánh Hòa và Hương Hóa. Dứt điểm rất nguy hiểm, quả dứt điểm từ xa của Quang Huy. Thủ môn Trần Văn Tiến đã may bất ngờ để chạm lên đầu ngón tay vào trái bóng và để đổi hướng và cứu thua cho đội bóng Sông Lam Nghệ An. Hồ Khắc Ngọc, Hà Minh Tuấn, vẫn là Hà Minh Tuấn, dứt điểm không vào. Đó là một đường chuyền chứ không phải một đường dứt điểm của Hà Minh Tuấn. Nếu trong tình huống vừa rồi Hà Minh Tuấn quyết đoán hơn có lẽ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Và bây giờ là phản công cho Sông Lam Nghệ An, tốc độ của Xuân Mạnh. Xuân Mạnh cơ hội dứt điểm không vào, bóng bất cần, tỷ số là 2-1 dành cho Sông Lam Nghệ An. Một cú đúp của Phúc Tịnh, một pha băng vào đá bồi rất tốt của Phúc Tịnh. Quảng Nam đã phản công và ngay lập tức các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã phản công ngược trở lại và họ đã có bàn thắng thứ hai. Người ghi bàn vẫn là Phúc Tịnh, một cú đúp của cầu thủ này. Và Phúc Tịnh sau khi ghi bàn anh đã bị chuyền sút. Chúng ta có thể thấy nói hàng phòng ngự của Quảng Nam đã chống phản công rất kém. Chúng ta thấy Xuân Mạnh tốc độ như thế nào. Tình huống dứt điểm đầu tiên thủ môn Minh Hoàng đã rất xuất sắc, nhưng đến tình huống thứ hai anh không thể cản phá được pha tình huống dứt điểm của Phúc Tịnh. Hậu vệ Trần Văn Tâm đã không theo kịp đối với Xuân Mạnh. Chúng ta đã từng nói và chúng ta đã từng biết Xuân Mạnh là cầu thủ rất tốc độ và sự can đứt của Xuân Mạnh đã giúp cho Phúc Tịnh có bàn thắng thứ hai ghi vào lưới đội Quảng Nam. Hoàng Vũ Sang Sơn, rất hay đường chuyền của Hà Minh Tuấn cho Quốc Trí. Hoàng Vũ Sang Sơn đánh đầu, bóng vẫn còn, bóng vẫn trong chân các cầu thủ Quảng Nam. Chúng ta chờ đợi xem bàn thắng thứ hai có được ghi nhận hay không. Chúng ta cần xem xử lý của trọng tài như thế nào. Phản ứng của các thủ Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi mà thủ môn Trần Minh Tiến đang bị đau. Thủ môn Trần Minh Tiến đang bị đau và nằm trên sân, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Trọng tài vẫn cho phép trận đấu được tiếp tục, nhưng David đã dứt điểm vào cầu môn đã bỏ trống. Như vậy là bàn thắng vẫn được công nhận. Chúng ta xem lại tình huống này. Các thủ Sông Lam Nghệ An đã cho rằng rồi. David đã có bàn thắng quân bình tỷ số. David phản công cho đội chủ nhà. Không có tình huống bên người. Hoàng Vũ Giang Sơn, cơ hội Hoàng Vũ Giang Sơn, dứt điểm không vào. Trong tình huống vừa rồi nếu ra Hoàng Vũ Giang Sơn đường chuyền cho đồng đội thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Không hiểu trong tình huống vừa rồi Hoàng Vũ Giang Sơn là dứt điểm hay chuyền nữa. Rất tiếc cho Quảng Nam. Như vậy trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả là